Xin chào mọi người, hôm nay công ty Taigo Đà Nẵng xin giới thiệu với các bạn một máy dòng máy đưa xe cao áp có model là T2200MG. Dòng máy này là có công suất là 3 kg nha các bạn. Đây là áp lực nước tối đa này là 1.5 bar, lưu lượng nước là 15 lít trên phút, công suất là 3 kg nha, dùng điện 1 pha. Dòng máy là dòng máy đây là Kokoro. Đây là mình giới thiệu sơ về trong số máy. Đây là cái điều chỉnh áp lực nước của máy. Đây, đây trong máy này là các bạn thấy đấy, có luôn thương hiệu của công ty Kokoro, độc quyền công ty luôn. Đây là đồng hồ đo áp lực nè, bánh xe để di chuyển máy này. Đây đầu nước ra nha các bạn. Đây là nước vô của máy. Máy này á, tốt nhất chúng ta nên dùng á là chúng ta để nước được tiếp cấp vào máy nha các bạn, để máy hoạt động hiệu quả hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem sơ về các loại bếp nha. Máy này có hiện tại thì có 4 bếp. Đây là bếp không độ. Cái này là bếp không độ màu đỏ nha. Bếp này là bếp 15 độ này, màu vàng nha. Đây là bếp 25 độ. Đây là bếp 40 độ nha các bạn. Bếp phía sau lại là chỗ điều khiển máy tắt. Đây là công tắc bật máy này, tắt máy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử bật tắt máy rồi hoạt động máy cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ máy luôn cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể nghe được tiếng máy rất là êm. Rồi chúng ta sẽ tắt máy luôn. Đang cho sử dụng bếp phun 40 độ các bạn. Thông thường thì bếp 40 độ với 25 độ là sử dụng nhất là cái tiệm đưa xe. Nếu mà đối với dùng cái máy thì chúng ta dùng máy này để rửa rất nhanh. Bây giờ trên thị trường đang có các loại nước đưa xe không chạm á, các bạn có thể là dùng dòng máy này kết hợp với xe không chạm rất hiệu quả, tại vì là yêu cầu của xe không chạm là dùng máy 3 kg trở lên. Mình sẽ dùng bình 1 kg này. Mình sẽ dùng bình kiếp mình gắn vô mình rửa luôn. Đây là bình kiếp cầm tay nha các bạn. Còn mình tắt luôn. Đây. Bình kiếp cầm tay này thì nó có một cái ưu điểm, đó là nó rất là tiện sử dụng và có thể sử dụng được với bình với máy đưa xe luôn. Các bạn thấy đấy, ba màu rất là đều. Mình đang test thử với 5 chiếc xe máy nha. Các bạn thấy rửa rất là nhanh. So với bình một tiết inox thì nó khá là cơ động. Một tiết ra rất đẹp. Đang sử dụng dung dịch bột tiết của Ventec của công ty Taigo các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ thử lại với nước sạch. Dùng bột tiết này 5 chiếc xe chúng ta rửa thấy là các bạn thấy là rất là lợi, chỉ tốn một ít dung dịch thôi nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thử lại.
giờ mình sẽ test đồng hồ xem như thế nào nha. Rồi. Rồi đây là 2 các bạn nha. Rồi, máy chạy rất là êm. Các bạn lưu ý là không nên tự ý chỉnh ấp cái ấm lực của máy nha các bạn. Vì là đéo cần mà hiệu quả thì máy đừng nên chỉnh ấp quá nhiều. Này khuyến cáo là không nên chỉnh. Máy đang được công ty Taiko cung cấp đặc quyền các bạn. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử test độ mạnh của máy bằng bếp không đồ nha. Rồi bây giờ chúng ta đổ bếp. Bếp này là bếp đang dùng bếp 40 độ. Bây giờ chúng ta sẽ dùng test bếp không đổ nha. Các bạn cho rửa cho rửa đến veo. Các bạn thấy. Alo. Đó chưa? Ấm lực rất là mạnh. Không nên là dùng bếp này để rửa xe các bạn nha. Thì bếp này chỉ là phục vụ cho việc phải bê tông đứng đường. Là máy khí của xe nó sẽ tải á. Xe là xe máy xúc. Không được dùng rửa xe các bạn nha. Thì dễ làm đầy xe cho xe. Các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ với công ty Taiko, website là taiko.vn và để lại comment bên dưới các bạn nhé.